Mới đây, Hội chợ Thời trang Việt Nam 2015 VIFF 2015 do Tập đoàn Dệt may Việt Nam Vinatech phối hợp với Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam tổ chức chính thức khai mạc. Hội chợ năm nay có sự tham gia của 250 doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực dệt may, da giày, kim hoàn, mỹ phẩm và dịch vụ chăm sóc sắc đẹp từ các tỉnh thành trên cả nước, với phần lớn là sản phẩm tham gia trưng bày do doanh nghiệp Việt Nam sản xuất. Ngay trong lễ khai mạc hội chợ, một chương trình biểu diễn thời trang đã được tổ chức nhằm giới thiệu những bộ sưu tập mới nhất của các doanh nghiệp nổi tiếng trong ngành dệt may và da giày Việt Nam. Ngoài thời trang, dệt may, da giày, hội chợ còn là nơi giới thiệu các mẫu trang sức vàng bạc đá quý mới, các thương hiệu mỹ phẩm. Hội chợ thời trang năm 2015 là kỳ hội chợ chuyên ngành lần thứ 19 có quy mô lớn nhất toàn quốc với chất lượng ngày càng được cải thiện. Đây là sự kiện xúc tiến thương mại, ngày hội của ngành thời trang Việt Nam, nơi hội tụ của các đơn vị doanh nghiệp trong ngành.